Thưa các bạn, có rất nhiều lý do khiến chúng ta cần tham gia bảo hiểm nhân thọ cho bản thân và cho gia đình của mình. Tuy nhiên sau đây thì tôi muốn chia sẻ với các bạn 5 lý do mà tôi cho rằng đây là những lý do quan trọng nhất. Thứ nhất là bảo hiểm nhân thọ để mà bảo vệ thu nhập cho người trụ cột. Nếu mà bạn đang đi làm hàng ngày kiếm tiền để mà trang trải cho mọi chi phí trong cuộc sống của gia đình, thì chắc chắn là bạn đồng ý với tôi rằng là thu nhập của bạn rất quan trọng và thu nhập của bạn không thể thiếu được đối với gia đình của mình. Nhưng mà chúng ta phải có sức khỏe thì chúng ta mới có thể đi làm để kiếm tiền được. Tuy nhiên sức khỏe lại là điều mà chúng ta không thể nào chắc chắn được. Hôm nay, bây giờ chúng ta có thể khỏe, nhưng mà ngày mai hay là một tuần sau, một tháng sau thì chúng ta không thể chắc được là mình có khỏe được như thế này hay không. Khi mà sức khỏe đi xuống thì thu nhập của mình sẽ bị giảm. Và khi mà chúng ta mất sức khỏe thì chắc chắn là chúng ta sẽ mất hoàn toàn thu nhập mà chúng ta đang có được từ việc chúng ta đi làm để kiếm tiền hàng ngày. Vậy thì khi mà bạn tham gia bảo hiểm nhân thọ, bạn bị mất sức khỏe do thương tật hay là thậm chí mình không còn sống nữa để mà làm việc, thì bảo hiểm nhân thọ sẽ chi trả cho bạn một số tiền nhất định, và cái số tiền đó để mà bù đắp cho thu nhập đã bị mất của mình. Vì thế bảo hiểm nhân thọ có vai trò bảo vệ thu nhập cho người trụ cột. Thứ hai là bảo hiểm nhân thọ có thể giúp chúng ta báo hiếu trọn vẹn cho cha mẹ của mình. Công ơn mà sinh thành của cha mẹ dành cho chúng ta là rất là lớn lao. Rõ ràng là không thể so sánh được. Và ai thì cũng muốn báo hiếu một cách chu đáo, một cách trọn vẹn cho cha mẹ. Nhưng mình báo hiếu cho cha mẹ thì mình không thể chỉ nói bằng lời với cha mẹ rằng là con rất là yêu, rất là thương cha mẹ. Mà chúng ta phải có tiền để mà chăm lo cho cha mẹ về mặt vật chất thì như thế mới là trọn vẹn. Nhưng khi mất thu nhập thì chúng ta không thể làm được điều đó. Vì thế, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, chúng ta để cha mẹ là người thụ hưởng cái quyền lợi bồi thường. Nếu như chẳng may mình gặp rủi ro, cha mẹ được nhận tiền, thì đó cũng là cách để mà chúng ta vẫn có thể chăm sóc cho cha mẹ về mặt vật chất ngay cả khi chúng ta không còn ở bên cạnh cha mẹ của mình nữa. Lý do thứ ba, bảo hiểm nhân thọ giúp chúng ta tiết kiệm một cách chắc chắn cho con của mình. Bất cứ người làm cha làm mẹ nào, bản thân tôi cũng như bản thân các bạn, khi mà mình có con thì mình đều mong muốn là mình phải chăm sóc, mình phải lo cho con học hành thành đạt nên người. Và chúng ta không có tiếc tiền để mà đầu tư cho con học tập, cho con rèn luyện. Và học tập ấy thì ngày càng tốn kém. Từ học chính ở trường đến học thêm, học ngày thường rồi học ngày nghỉ, học rất nhiều các cái chương trình, các cái kỹ năng khác nhau, từ tiếng Anh đến kỹ năng sống vân vân. Cho nên học tập thì ngày càng tốn kém về mặt chi phí cho con cái. Và khi con học đại học thì với 4 năm hoặc là 5 năm, thậm chí là 7 năm học đại học, thì rõ ràng đó là một cái số tiền rất là lớn mà chúng ta phải dành cho con cái của mình. Vì thế chúng ta phải tiết kiệm từ khi con còn nhỏ. Và trong cái quá trình tiết kiệm mà hàng chục năm trời như vậy, 10-15 năm dài như vậy, thì những cái rủi ro về mặt sức khỏe nó có thể ảnh hưởng, nó có thể xảy ra đối với người làm cha làm mẹ như chúng ta. Và khi mà chúng ta mất sức khỏe thì thu nhập của chúng ta sẽ không còn nữa. Và đương nhiên là khi thu nhập không còn ấy, thì cái việc chúng ta tiết kiệm cho con cái nó sẽ không được thực hiện. Thậm chí là chúng ta đã tiết kiệm cho con được một số tiền nhất định rồi, nhưng mà có thể chúng ta phải sử dụng cái số tiền đó để mà chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ, chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân chúng ta. Vì thế, nếu như bạn không sử dụng bảo hiểm nhân thọ để mà tiết kiệm cho con cái thì bạn sẽ không có được một cái cách tiết kiệm chắc chắn nhất. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu như bạn có bảo hiểm nhân thọ là cái cách tiết kiệm tiền cho con học tập sau này, thì kể cả trong cái tình huống mà bạn gặp những cái vấn đề bất trắc về sức khỏe như là bệnh hiểm nghèo, như là thương tật lớn, thậm chí chúng ta không sống nữa, thì bảo hiểm nhân thọ sẽ chi trả một cái số tiền. Chúng ta có một cái khoản tài chính mà dự phòng để điều trị bệnh tật. Ai cũng cho rằng là sức khỏe quan trọng nhất. Đó, khi mà chúng ta hỏi bất cứ ai là điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống thì hầu hết mọi người nói rằng là sức khỏe là số 1, sức khỏe là quan trọng nhất. Thế nhưng tôi cũng như bạn và cũng như tất cả mọi người thì có lúc thì mình khỏe mạnh, có lúc thì mình lại ốm đau. Và khi tuổi càng cao thì sức khỏe của mình nó càng đi xuống. Vậy thì khi mà mình ốm đau, bệnh tật, mình gặp những cái vấn đề nghiêm trọng về mặt sức khỏe, ngay cả những cái vấn đề rất là bình thường thôi, thì chúng ta phải có tiền
chúng ta mới được chăm sóc về mặt sức khỏe. Còn không có tiền thì chắc chắn chúng ta không thể được chăm sóc y tế, được chạy chữa về mặt sức khỏe được. Và có một câu mà tôi nghĩ rằng bạn sẽ đồng ý với tôi, đó là không có chiếc giường nào đắt bằng chiếc giường bệnh cả. Chúng ta sẽ chẳng biết được là chúng ta sẽ phải dùng đến bao nhiêu tiền để mà đổ vào, để mà chi phí cho cái giường bệnh của mình nếu như chẳng may mình phải nằm viện. Thì bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, chúng ta sẽ cần bao nhiêu tiền để mà điều trị bệnh hiểm nghèo? Cần 30 triệu hay là chúng ta cần 500 triệu để mà điều trị một căn bệnh hiểm nghèo nếu như chẳng may mà mình mắc phải? Thì chắc chắn là không ai điều trị bệnh hiểm nghèo bằng 20 triệu, bằng 30 triệu cả, mà phải bằng hàng trăm triệu, thậm chí là tiền tỷ trở lên. Thế cho nên là nếu như bạn không có sẵn ngay một cái số tiền mặt đủ lớn, thì khi mà những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe của mình nó bất ngờ nó ập tới, thì rõ ràng là chúng ta không kịp thời để mà đối phó, để mà chuẩn bị về mặt tài chính. Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp chúng ta làm được điều đó. Bởi vì chỉ cần một số tiền nhỏ như là 10 triệu, 20 triệu hay là 30 triệu, thì chúng ta có ngay cả một số tiền lớn là 200, là 500, thậm chí cả tiền tỷ để mà đề phòng cái bất chắc về mặt sức khỏe có thể xảy ra với chúng ta. Và từ một số tiền nhỏ như vậy, chúng ta có ngay một số tiền lớn. Cho nên bảo hiểm nhân thọ nó tạo ra một cái quỹ dự phòng cho chúng ta điều trị bệnh tật, chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Và cuối cùng thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái lý do rất là quan trọng nữa, đó là lý do thứ năm. Bảo hiểm nhân thọ là cách tích lũy tốt nhất cho tuổi già của mình. Thế thì tôi hỏi bạn câu này, xem là ý bạn sẽ như thế nào và bạn trả lời như thế nào. Sau này khi về già ấy, thì bạn muốn là mình phải phụ thuộc tài chính, tiền bạc vào con cháu của mình, hay là bạn muốn bạn được độc lập về mặt tài chính? Nào, bạn muốn điều nào? Bạn muốn sống phụ thuộc hay là bạn muốn được độc lập về mặt tài chính đối với con cháu của mình? Thì tôi biết chắc chắn rằng là gì? Bạn sẽ trả lời rằng là bạn không bao giờ muốn phụ thuộc vào ai cả, mà bạn phải muốn được độc lập về mặt tài chính. Thì tôi cũng như vậy thôi, chúng ta đều như thế. Nhưng mà muốn độc lập về mặt tài chính thì rõ ràng là chúng ta cần phải có một số tiền lớn để mà chúng ta sống 20 năm, 30 năm tuổi già của mình. Thậm chí có thể chúng ta có sống lâu hơn là 20 năm, 30 năm tuổi già từ khi chúng ta nghỉ hưu ở tuổi 55 hoặc là 60. Thế thì nếu như muốn có một số tiền lớn như vậy thì chúng ta không thể tiết kiệm trong một cái thời gian ngắn là chỉ vài 3 hay là 5 năm trời thôi, mà chúng ta phải tiết kiệm trong thời gian dài 10 năm, 15 năm, 20 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Mà khi mà tiết kiệm lâu dài như vậy thì có thể chúng ta gặp phải những cái vấn đề rủi ro về mặt sức khỏe. Và khi rủi ro về mặt sức khỏe thì đó là một trong những cái nguy cơ rất là nguy hiểm, nó sẽ phá vỡ đi toàn bộ cái số tiền mà mình đã tiết kiệm được. Vì nếu như cứ vào bệnh viện mà lại phải tự móc túi của mình, tự dùng tiền của mình để mà trang trải các cái loại chi phí khi chúng ta nằm viện, thì rõ ràng mình không bao giờ tiết kiệm thành công cả. Đây là một cái lỗ hổng lớn nhất trong quản lý tài chính cá nhân. Tức là cứ vào bệnh viện là móc túi mình thì chúng ta sẽ không thể tiết kiệm thành công cho tuổi già của mình. Thế cho nên bảo hiểm nhân thọ là cái cách mà khi chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ, chúng ta tiết kiệm bằng cách chúng ta sử dụng một cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, thì nó sẽ khắc phục được những cái rủi ro về những cái chi phí có thể thất thoát đi trong quá trình tiết kiệm do những cái tác động về vấn đề sức khỏe, vấn đề bệnh tật bất ngờ. Và khi chúng ta gặp những vấn đề về mặt rủi ro sức khỏe mà chúng ta cần chăm sóc, thì bảo hiểm nhân thọ sẽ chi trả cho chúng ta cái số tiền cần thiết để chúng ta chăm sóc cái sức khỏe của mình mà không ảnh hưởng gì đến cái số tiền mà chúng ta tiết kiệm cho tuổi già. Vì thế bảo hiểm nhân thọ là cái cách tích lũy rất là tốt cho tuổi già của mình. Đó chính là 5 lý do mà tôi muốn chia sẻ với các bạn tại sao chúng ta cần tham gia bảo hiểm nhân thọ.